9 cách nhìn người chuẩn xác, lưu truyền ngàn năm, không thể không xem qua. Người xưa dạy, khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn với người khác, đều phải hiểu rõ về họ, xem họ là người như thế nào. Và dưới đây là 9 cách để nhận biết phẩm chất đạo đức của một người, lưu truyền ngàn năm của triết gia, tác gia đạo giáo Trang Tử. 1. Khoảng cách giúp nhìn ra độ trung thành. Để nhận biết một người có trung thành với mình hay không, có thể dùng cách xa lánh một cự ly thích hợp là sẽ biết rõ. Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu của hai người, có thể giúp hiểu nhau hơn. Nếu như tình cảm giữa hai người đủ mạnh, có cùng mục tiêu và sự giống nhau về lý tưởng, thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian. Ngược lại, nếu như mối quan hệ giữa hai người duy trì dựa vào lợi ích và địa vị, thì lâu dần khoảng cách sẽ kéo họ ra xa nhau, mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên không thân thiết nữa. 2. Thân cận giúp nhìn ra giáo dưỡng. Cố ý tiếp cận gần gũi và quan sát, có thể thấy một người có phải là có giáo dưỡng hay không. Điều mà người ta gọi là lâu ngày mới biết được lòng người, chính là hai người ở cùng một chỗ, lâu ngày sẽ hiểu hết về ưu điểm, khuyết điểm và cách giáo dưỡng của đối phương. Ngay cả trong cách nói chuyện, có thể quan sát lời nói của người đó có thô tục, cử động có bất nhã, có lễ phép hay không, sẽ biết được người đó có giáo dưỡng hay không. Hai người kết giao nhiều năm, mối quan hệ sẽ trở nên ngang hàng, bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng, lễ phép, tu dưỡng, kiến thức của một người có thể càng thể hiện rõ ra trước mắt đối phương. Nếu như trong kết giao nhiều năm, một người luôn cung kính, luôn khiêm tốn đối đãi với mọi người, thì người đó đáng giá để kết bạn. 3. Sự vụ phức tạp giúp nhìn ra năng lực. Dùng sự vụ phức tạp có thể nhìn ra năng lực của đối phương. Cách này phù hợp áp dụng cho người cấp trên cần xem xét đánh giá cấp dưới. Có thể đem một công việc phức tạp nào đó giao cho người mình cần đánh giá, xem người này có giải quyết hợp tình, hợp lý được không, có sắp xếp được ngay ngắn, rõ ràng hay không, từ đó đánh giá được năng lực của họ. Người có năng lực có thể chia thành hai kiểu là năng lực và khả năng chịu áp lực. Thông thường, độ cao thấp của năng lực của một người thường thường được thể hiện ra khi họ đang chịu áp lực. Áp lực sẽ làm rối sự phán đoán và hành vi của một người. Nếu như ngay trong hoàn cảnh áp lực cao mà người đó vẫn nghĩ ra được phương pháp phù hợp, thì đó là người có năng lực không kém. 4. Vấn đề bất ngờ giúp nhìn ra mưu trí. Đột nhiên tra hỏi một sự tình nào đó sẽ giúp ta nhìn ra khả năng mưu trí của đối phương. Vấn đề này không cần phải quá bén nhọn, hóc búa, cũng không phải quá nhạy cảm. Chỉ cần khi đang nói chuyện, lập tức chuyển sang vấn đề khác để hỏi là có thể đủ nhận biết được người đó có phải là linh hoạt, nhanh trí hay không. Vấn đề bất ngờ, ngoài việc giúp ta nhìn ra trình độ, trí lực của một người, còn giúp ta nhìn ra góc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Câu trả lời của đối phương trong tình trạng tiếp nhận vấn đề bất ngờ cũng không nhất thiết chú trọng vào đúng sai, mà mấu chốt là người đó phản ứng kịp thời, đưa ra được đáp án phù hợp là được. 5. Đề nghị giúp đỡ gấp, giúp nhìn ra lòng tín nghĩa và danh dự. Sự tình xảy ra sẽ luôn khiến mọi người vội vàng, không kịp chuẩn bị. Lúc này đừng ngại gọi điện thoại cho bạn bè để đề nghị được giúp đỡ. Từ đó xem họ có thể đồng ý hay không, và xem họ có làm được như lời hứa hay không. Cách này chủ yếu để
khảo sát trong hai trường hợp. Một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ. Hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối quan trọng trong lòng họ. 6. Tiền bạc giúp nhìn ra nhân nghĩa. Tiền bạc là cách trực tiếp để khảo nghiệm năng lực ý chí và phẩm hạnh của một người. Đồng thời cũng là khâu thường xuyên xảy ra vấn đề nhất trong quan hệ giữa người với người. Không ít bạn bè tốt bởi vì vay tiền trường kỳ không trả hoặc không có khả năng hoàn trả lại mà dẫn đến tuyệt giao. Tiền tài tuy là vật ngoại thân nhưng lại là vật đảm bảo cuộc sống yên ổn căn bản của con người. Cho nên dù là bạn bè tốt thì tiền tài vẫn phải tính toán rõ ràng. 7. Thời khắc hoạn nạn, nhìn ra tiết tháo. Đời người có lúc lên, lúc xuống. Ở vào lúc hoạn nạn, đừng ngại tâm sự chia sẻ với bạn bè. Nếu là người bạn chân chính, họ sẽ lắng nghe và cho bạn ý kiến mang tính xây dựng. Đề nghị giúp đỡ thật lòng, chứ không bắt đầu xa lánh bạn. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình. Một người lúc ở trên đỉnh vinh quang sẽ có vô số người ở bên cạnh mình. Nhưng ở vào thời khắc hoạn nạn mới biết đâu là người chân tình. Người ở bên cạnh mình lúc này cũng là người bạn tốt, có tiết tháo. 8. Rượu giúp nhìn ra lễ nghi và tư thái của một người. Một người khi uống rượu vào sẽ khiến năng lực kiểm soát bị giảm xuống. Mỗi người sau khi uống rượu sẽ có những biểu hiện không giống nhau. Vì vậy, dùng rượu có thể nhìn ra suy nghĩ và phẩm đức của đối phương. 9. Từ nơi gặp gỡ có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế. Khi tiếp xúc với một người có thể không cùng giới tính, không cùng chức nghiệp, thân phận, sẽ giúp nhìn ra cách đối nhân xử thế của họ. Giao lưu, tiếp xúc với một người chính là thể hiện năng lực cơ bản của đối nhân xử thế. Có thể xử lý tốt hay không, không chỉ là vấn đề năng lực cá nhân mà còn là có quan hệ mật thiết với cách đối đãi của họ. Ví dụ, cùng họ ngồi ăn cơm, chỉ cần nhìn cách ăn uống, tư thái, dáng vẻ ngồi là có thể hiểu đôi phần về cách đối nhân xử thế của họ. Cuối cùng là lời nhắc nhở của các chuyên gia. 9 bí quyết nhìn người của Trang Tử chính là sự kết tinh của trí tuệ. Tuy nhiên khi vận dụng, chúng ta còn cần kết hợp với tình hình hiện tại, không thể dập khuôn máy móc, càng không thể cố ý nghĩ ra cách để thăm dò hiện thực. Có như vậy mới là thực sự trân quý tình bạn trong cuộc sống này. Bốn việc lãng phí nhất cuộc đời không ít người vẫn đang làm hàng ngày. Hãy xem bạn có đang lãng phí thời gian, công sức và cuộc đời vào những việc dưới đây hay không. 1. Phiền muộn. Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự làm khó bản thân, khiến mỗi ngày trở nên căng thẳng, phiền muộn và lo lắng. Và điều này chỉ khiến cho bản thân ta cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng tích cực. Trong cuộc sống này, luôn luôn có biến cố, có khó khăn, thử thách. Chẳng ai có thể đoán biết trước tất cả. Vì thế, thay vì khiến bản thân tiều tụy, lo âu, chẳng thà chúng ta giải phóng bản thân để mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng, thong thả. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, thản nhiên đối mặt với mọi việc trong cuộc sống. Đừng để ưu sầu bủa vây, trói buộc thể xác và nội tâm chúng ta. 2. Bất mãn. Một cuộc đời chỉ chất đầy những oán trách sẽ ngày càng rời xa và cuối cùng là mất đi niềm vui thực sự. Bất mãn với môi trường xung quanh, với người khác, với hiện thực và cuối cùng là bất mãn với sự lựa chọn và quyết định của mình. Thái độ sống này sẽ làm suy yếu sức chiến đấu
và nhiệt huyết của bạn, cản trở bước chân tiến về phía trước của bạn và đẩy bạn rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó có thể tự thoát ra. Hãy thử để dũng khí của bản thân thản nhiên đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Chấp nhận mỗi quyết định mà bản thân đưa ra, cho dù quá trình này có nhiều gian khổ. Chúng ta cũng không dễ dàng từ bỏ, càng không nên dậm chân tại chỗ để cuối cùng lại bất mãn với chính mình. 3. Oán trách. Gặp chuyện không hay, việc đầu tiên là trách cứ người khác. Gặp chuyện không thuận lợi, việc đầu tiên là oán trách điều kiện khách quan. Đây là thái độ sống vô cùng tiêu cực và bị động, là một biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm. Oán trách thực ra không mang lại bất cứ lợi ích gì. Nó chỉ khiến cho chúng ta không thể nhận ra vấn đề của bản thân, không ý thức được sai lầm của chính mình. Người thông minh sẽ hiểu rằng họ cần phải tự phản tỉnh, tìm ra đáp án từ chính mình, chứ không đổ lỗi hay thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ khi đối mặt với các vấn đề gặp phải trong cuộc sống bằng thái độ tích cực như vậy, chúng ta mới có thể chững chạc hơn, rút ra được bài học và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, để cuộc sống hiện tại và sau này của chúng ta ngày càng thuận lợi. 4. So sánh. Trong cuộc sống, bản thân mình cảm thấy vui hay không vui, thỏa mãn hay không thỏa mãn, hạnh phúc hay không hạnh phúc mới là điều quan trọng. Đừng để bản thân phải sống trong trạng thái luôn luôn so bì hơn thua với người khác. Cũng đừng vì người khác mà khiến cho bước chân của mình bị cản trở. Mỗi người đều có cơ hội và phúc phận riêng của mình, đồng thời cũng sẽ gặp phải sóng gió trong cuộc sống. Đừng đem vinh quang và thành công của người khác ra so sánh, để rồi giày vò bản thân. Cũng đừng mù quáng, tùy tiện mô phỏng, bắt chước phong cách sống của người khác mà quên mất đam mê theo đuổi ban đầu của mình. Hãy lắng nghe nội tâm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn đến việc bản thân mình cần, đi trên con đường mình chọn và sống cuộc đời của riêng mình.